cùng bắt đầu vào bài học nhé. Mèo. Chó. Con hãy chỉ xem đâu là con, mèo, mèo. Hoan hô! Hai hình bên trái đặt gần nhau tạo thành hình gì? Con giỏi lắm! Con hãy chọn bên nào nặng hơn? Chính xác! Đố con biết đâu là cái mũi? Xuất sắc! Con hãy kéo các chữ số vào đúng vị trí của chúng trên đồng hồ. Bảy giờ. Tuyệt vời! Con hãy đếm xem có bao nhiêu chữ. Ba. Chính xác. Yay! Đố con đâu là hình chữ nhật? Hình chữ nhật. Con làm tốt lắm. Con hãy tìm nốt mi trên phím đàn. Mi. Con hãy lật thẻ và tìm những cặp thẻ giống nhau. Chó. Mèo. Hoan hô! Con hãy chọn hình đúng để hoàn thành dãy bên trái. Con giỏi lắm! Con hãy chọn đúng hình để hoàn thành quy luật trong bảng. Con làm tốt lắm! Con hãy kéo tất cả những hình bên dưới vào đúng bóng của chúng. Chính xác! Mình đang soi kính lúp vào đâu ấy nhỉ? Con, mèo. Xuất sắc! Hãy tìm quân domino còn thiếu để hoàn thành quy luật. Con làm tốt lắm! Con hãy tìm bóng phù hợp nhất với hình bên trái. Mèo. Tuyệt vời! Cùng chơi trốn tìm nào. Con vật nào đang ẩn nấp thế nhỉ? Tuyệt vời! Yay!
Đố con đâu là màu vàng? Màu vàng. Hoan hô! Đố con có bao nhiêu hình hộp? Hai. Chính xác. Hooray! Con hãy kéo các mảnh ghép vào đúng vị trí trên bóng mờ. Mèo. Tuyệt vời! Con có biết chó thường hay ăn gì không? Hoan hô! Chúc mừng con đã nhận được sticker mới!